chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Mạo Vật xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm mới của công ty Thế Giới Mạo Vật, đó là máy chăm sóc khuôn mặt. Đây là máy chăm sóc khuôn mặt có model là Gigata SA113. Thì sau đây mình xin giới thiệu đập hộp rồi giới thiệu sơ qua một số bộ phận của máy. Trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua một số bộ phận bên trong của máy. Thì đây mình sẽ mở nắp hộp ra. Đây tên có một cái. Đây bên trong máy nó có một cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng để mình xem trong này cái gì nha. Đây là một cái thước. Cái thước này là dùng để mình có thể dán lên tường, sau đó là mình có thể khoan lỗ giống như cái này. Đấy, không cần phải đo là rất hay. Rồi đây một quyển sổ là hướng dẫn lúc mà mình khoảng cách là đặt lên là 1m2, cách nửa mét. Đây quyển sổ này hướng dẫn để cho mình lắp đặt cũng như là test làm sao cho đúng khuôn mặt ở trong nữa. Đây rất rõ ràng kỹ. Rồi đây có một cái sơ đồ nguyên lý để mình có thể là nối cái máy chăm công này với lại là hệ thống là mở cửa tự động của mình, có luôn sơ đồ nguyên lý. Đây. Rồi tiếp theo ở đây thì có adapter của máy. Đây cho các bạn, đây là adapter của máy. Rồi tiếp theo đây là cái giá để đợi mình gắn lên tường. Như các bạn thấy này, có cái thước này, đây mình chỉ cần khoan xong là gắn lên, bắt vít lên. Đây là ốc vít của nó, người ta chuẩn bị cho mình cái tô vít luôn, với lại những cái cáp. Đây là những cái cáp để mình kết nối với lại cái hệ thống đóng mở cửa. Đây này, các bạn thấy là mình có cái sơ đồ rồi, mình cứ bắt theo cái sơ đồ nguyên lý này. Đấy, có thể tự làm được rất là dễ dàng, rất hay. Đây có luôn cái thước mét nữa để cho mình đo cái khoảng cách để gắn lên cho đúng với theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp. Đây một số phần. Rồi tiếp theo đây là người ta cũng kèm theo một cái thẻ nữa, thẻ quét, thẻ màu cho mình. Rồi đây là cái máy, các bạn xem, đây là cái máy cấp. Đây là máy chăm sóc khuôn mặt nha các bạn. Đây là camera, xung quanh camera là có những cái đèn hồng ngoại để có thể nó có thể chấm vào cái ban đêm. Điều kiện ánh sáng nó không được tốt nhưng là vẫn có thể chấm được nha, đừng có quá tối. Với lại đây là cái chấm cong bằng vân tay, nó có tích hợp luôn được chấm cong bằng vân tay, chấm cong bằng thẻ, chấm cong bằng khuôn mặt. Rồi các bạn có thể xem một vòng cái máy. Ở đây mình có một cái cục pin nha, mình có pin có đây 20.000, tương đương với cái pin iPhone. Đây, các bạn có thể xem được cái cấu tạo của máy, xem xung quanh, xem qua cấu tạo của máy. Thì trong lúc đó thì mình sẽ điểm qua một số tính năng nổi bật. Thì máy là một số tính năng, đó là hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý giờ ra vào của nhân viên, hạn chế sai sót cũng như là việc chấm công theo phương pháp cũ, có thể xuất được file báo cáo dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và chi tiết. Máy như các bạn xem là thiết kế rất là nhỏ gọn, tích hợp lắp đặt ở nhiều môi trường khác nhau, rồi được trang bị là nhiều phương pháp chấm công tiên tiến, ví dụ như khuôn mặt, thẻ và vân tay. Nó rất tiện lợi, nếu nhiều người tránh, nó có thể tránh được cái tình trạng mà mình chấm công dùng. Cái bộ nhớ lưu trữ của nó là có thể lên tới là 100.000 dữ liệu, là 100.000 lần chấm công. Nếu mà hết thì mình có thể xóa đó thì nó sẽ đọc lại. Với cái công nghệ chip của nó là công nghệ chip của hãng Intel của Mỹ. Đó là một chỗ tính năng nổi bật. Thì đặc biệt là các bạn xem ở sau này có các cổng kết nối, có thể kết nối được với là hệ thống mở cửa tự động. Đây, có sẵn cái sơ đồ kết nối. Sơ đồ đấu nối, sơ đồ nguyên lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn sử dụng cái máy này cũng như kết nối với nó với lại cổng LAN với để kết nối lấy được dữ liệu lên máy tính. Xin chào và hẹn gặp lại.